Hello, xin chào mừng quý anh chị đã đến với Hoa Kiểu Hùng Thi. Và quý anh chị, hôm nay em xin giới thiệu đến quý anh chị một cái gói combo về các mặt hàng cây công trình, hàng lá nha quý anh chị. Và hiện tại là em chuẩn bị giao cho khách nè quý anh chị, giao cho khách các tỉnh lân cận và ship xỉ lẻ toàn quốc luôn. Quý anh chị nào cần mở gói, mở vựa thì cứ liên hệ vào số like 0918708965 nha. Và bây giờ em sẽ dẫn quý anh chị vào vườn để mình tham khảo một số các mặt hàng bên em nha. Xin mời. Hoa Kiểu Hùng Thi xin giới thiệu đến quý anh chị một số loại cây nội thất, cây phong thủy. Và trước mặt quý anh chị đây là cây trường sinh tím nè quý anh chị. Đó quý anh chị, anh chị nào cần thì liên hệ vào số là 0918708965 nha. Và bên đây là cây trường xanh hồng. Đó quý anh chị, đó, rất tuyệt vời. Đó, nó rất là dễ thương đúng không phải không quý anh chị. Đó. Đó, và tiếp theo xin mời quý anh chị đến cái loại cây cao tiểu trăm. Đó, cao tiểu trăm nè quý anh chị. Ôi, dễ thương gì đâu mà trưng lên bàn rất là tuyệt vời. Và quý anh chị ơi, thì chúng ta đến và với một loại cây rất là màu rất là đặc biệt, đó là màu trường sinh cẩm thạch nè quý anh chị. Đó, trường xanh cẩm thạch rất tuyệt vời, mình treo lên nó rất dễ thương luôn. Đó, và xin mời quý anh chị qua một loại mới, đó là cái loại cỏ nước. Đây, cỏ nước. Trời ơi, nó túa ra rất là đã luôn quý chị ơi. Cỏ nước quý chị mình về mình chưng trên bàn học cũng rất là tuyệt vời. Và tiếp theo xin mời quý chị đến cây dương sĩ nhật. Dương sĩ nhật đó, với những cái tán lá rất là giống như một cái cây thông đó quý chị. Tán lá nó rất là dày đặc nè ha. Đó, chưng trên bàn rất là tuyệt vời luôn. Và tiếp theo xin mời quý anh chị xem cái cây lan cẩm cù lá tím. Đó, lan cẩm cù lá tím quý chị ơi, rất là đẹp luôn. Đây là những chị cho mình, anh chị thử à. Mình treo trên nhà nè ha. Cái lá nó rất là dày, rất là đã luôn quý chị. Trời ơi, nó dễ thương, rất là đáng yêu luôn. Rồi, xin mời quý anh chị đến một loại cây dương sĩ nút áo. Tại sao vậy? Dương sĩ nút áo là tại giống như cái nút áo nè quý chị đó. Dễ thương lắm, chương trình bàn làm việc bàn học của mình rất là tuyệt vời luôn đó. Và đây là gấm sập. Gấm sập nó cưng quá. À, dễ thương rất tuyệt vời anh chị ơi. Và đây dương sĩ cốc tiên anh chị. Đẹp không? Oh, quá trời luôn quý anh chị ơi. Phú quý đỏ nè quý anh chị. Phú quý đỏ quá đã, quá đã. Phú quý đỏ cái thân màu hồng đỏ đỏ, trưng bàn làm việc rất là tuyệt vời luôn. Và đây dáng ổ phụng quý anh chị ơi. Đó, cái đuôi nó túa ra như là tui phụng này quý anh chị. Ổ phụng, dáng ổ phụng luôn. Và đây, ôi ôi, vạn lập đỏ quý anh chị ơi. Cái màu nó rất tuyệt vời luôn, chưng trên bàn rất ok. Đó, chúng ta giúp chúng ta giải trí thoải mái đầu óc luôn. Vạn lập đỏ. Thì anh chị nào cần thì liên hệ vào số like 0918708965 để nhân viên chúng em tư vấn và báo giá cho quý anh chị nha. Đó, đây là cái vạn lập đỏ, là rau hoa này quý anh chị. Và trước màn hình quý anh chị đây là cây giữ tiền thái nè quý anh chị. Đó, giữ tiền thái. Quý anh chị nào cần thì liên hệ số like nha, 0918708965. Đây, phú quý hồng. Phú quý hồng. Đó, vào sang phú quý quý anh chị ơi. Đó, rất đẹp luôn, chưng trên bàn học, bàn làm việc. Đó, rất là đẹp trong phòng mình luôn. Là tiểu bạch mã quý anh chị. Tiểu bạch mã nè. Tiểu bạch mã. Đó. Đây là dương sĩ gạt nai. Đó, dương sĩ gạt nai. Ồ, cái lá đã hồng nhĩ nhuyễn này quý anh chị, nhìn thấy dễ thương à. Rất là đáng yêu luôn. Đó, anh chị nào cần thì hãy liên hệ cho mình, liên hệ vào số like 0918708965 nha. Đây, cây giữ tiền lá nhỏ. Đó, giữ tiền lá nhỏ với cái lá rất là dài. Đó, rất là đẹp luôn. Và tiếp theo xin mời quý anh chị đến phát tài Mỹ nè quý anh chị. Trời ơi, nó đá gì đâu chứ gì đó, xem nè. Phát tài Mỹ. Anh chị nào cần thì liên hệ ngay với chúng em. Trước mắt quý anh chị đây là cây trầu tỷ phú. Đó, nghe cái tên là biết cái tỷ phú rồi. Đó, đây là trầu tỷ phú nè quý anh chị. Đó. Và trước mặt quý anh chị đây là phát tài đỏ nè quý anh chị. Phát tài đỏ. Rất là tuyệt vời luôn. Phát tài phát lộc đỏ, phát tài đỏ. Đây, trầu bà lỗ. Đây, cái loại này cũng đang rất là thịnh hành nè. Các bạn rất là yêu thích nè quý chị. Đó,
Và đây là đinh lăng cẩm thạch nha anh chị ơi. À, thấy không? Đinh lăng cẩm thạch. Hãy liên hệ vào số like 0918708965 để chúng ta sở hữu những cái loại cây phong thủy rất là tuyệt vời, rất là dễ thương như thế này. Và đây trước mắt quý anh chị đi là lan hoàng dương quý anh chị. Nó ra có những cái chùm bông màu vàng rất là tuyệt vời luôn. Đó. Đây quý anh chị ơi, đây là ngăn lượng treo nè quý anh chị. Đó, những cái bông trùm trùm rất là đã không? Đó, bông màu đỏ nè. Rất là giống như một cái hạt chuỗi của mình, cái quyệt chuỗi đỏ. Đó, anh chị nào cần thì hãy liên hệ vào số hotline 0918708965 nha. Đây, dương sĩ công nương. Dương sĩ công nương nè quý anh chị. Trời ơi, nó ra cái màu xanh rất là tuyệt vời ha. Tạo cảm giác cho mình đó, mát mẻ, thoải mái ha. Chân trong bàn làm việc, bàn học, đó rất là tuyệt vời luôn. Đó, và tiếp theo xin giới thiệu với quý anh chị là cây trúc bạch kim. Đó, trúc bạch kim nè quý anh chị. Lá nó sập sập rất là tuyệt vời luôn. Đây, phú quý vàng quý anh chị ơi, phú quý vàng. Đó, đẹp lắm quý anh chị ơi. Hãy nhanh tay liên hệ vào số like để mình sở hữu được cái những cây phong thủy rất là dễ thương như thế này. Đó. Và đây, ngàn sao nè quý anh chị. Đó, ngàn sao, ngàn ngôi sao trên cao lấp lánh, anh ước mong nơi ta sẽ mãi không rời. Và trước mặt quý anh chị đây là cây vạn lộc trắng nè quý anh chị. Wow, trời ơi, quá trời luôn. Quý anh chị cứ cần cái loại cây phong thủy nội thất như thế nào thì hãy nhanh tay liên hệ vào số like 0918708965 để nhân viên chúng em tư vấn và báo giá cho quý anh chị. Đó, và đây cung điện vàng quý anh chị ơi, cung điện vàng. Quá là đẹp luôn. Đấy, đế vương vàng quý anh chị ơi. Nó túa ra cái lá rất là tuyệt vời luôn. Mình trồng ở chỗ cái cửa ra vào mình, quý anh chị trồng mình nó tỏ ra cái màu sắc rất là xanh mát luôn. Quý anh chị cần liên hệ với số hotline của chúng em 0918708965. Đây, đuôi công tím. Cái lá này quý anh chị để suy ý xem. Đó, lá màu tím tím mà nó có những vân vân màu hồng giống như đuôi công quý anh chị. Rất là đẹp. Hãy liên hệ với chúng em để sở hữu những cái cây nội thất, cây phong thủy rất là đẹp như thế này. Đuôi công xanh. Đó quý anh chị. Đây, đuôi công xanh hay quý anh chị đó thấy không? Nó giống như những cái lông của con công này quý anh chị. Rất là đẹp luôn. Hãy sở hữu những, hãy liên hệ vào số like để sở hữu những cái chậu rất là đẹp như thế này. Đó. Và vạn niên thanh thái. À, nó đang trổ hoa đó quý anh chị. Ôi ôi, cái bông nó rất dễ thương quý anh chị. À, rất tuyệt vời. Vạn niên thanh thái. Và đây hồng đào quý anh chị ơi. Hồng đào rất là tuyệt vời quý anh chị. Đó, cái màu rất là màu hồng, rất là tuyệt vời luôn. Xanh xanh hồng hồng tạo cho cảm giác cho cái căn, cho căn nhà chúng ta, căn phòng chúng ta, bàn làm việc chúng ta nó thêm màu sắc tuyệt vời như quý anh chị đó. Đây, bao thanh thiên. À, bao thanh thiên quý anh chị ơi. À, những cái lá, hàng lá như thế này rất là tuyệt vời luôn quý anh chị. Màu sắc rất là tươi tắn và rất đẹp. Đó. Và đây, phát tài nhật. À, những cây nhỏ xíu li ti như thế này quý anh chị trồng để trên bàn làm việc coi. Nó rất là tuyệt vời, đẹp lắm quý anh chị ơi. Nó dễ thương lắm. Hãy nhanh tay để liên hệ với chúng em 0918708965 để chúng ta sở hữu được những cái cây như thế này nha. Và đây, đô la quý anh chị ơi. Trời ơi, nghe cái tên là biết là tiền nó vô rồi. Nó tạo cho mình cái cảm giác rất là tuyệt vời. Và nó mang cái ý nghĩa là tiền bạc, tiền tài nó sẽ vào trong nhà chúng ta ha. Và đây, trước màn hình quý anh chị đây là trúc thiên môn. Đó, nó đẹp không? Màu xanh rất tuyệt vời. Mình treo trước cửa nhà ha, mình treo rất là ok luôn. Trong phòng làm việc mình treo lên cũng đẹp lắm quý anh chị ơi. Trúc thiên môn. Thành quá đi. Đó, thì quý anh chị cần những loại cây phong thủy như thế nào thì hãy liên hệ với chúng em 0918708965 để nhân viên chúng em tư vấn dài vận chuyển báo giá cho quý anh chị nha. Yên tâm về vấn đề mua hàng bên Hoa Kiển Hồng Thiên nha quý anh chị. Đó, rất là nhiều loại cây luôn quý anh chị xem. Đó, rất là nhiều. Đó, trên 15 loại cây, rất là tuyệt vời luôn. Thì anh chị cần cái loại cây như thế nào hãy nhanh tay liên hệ vào số hotline 0918708965. Và đến bây giờ thì chúng em xin tạm dừng cái clip tại đây. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những cái sản phẩm tiếp theo nha. Hãy nhanh tay liên hệ vào số hotline em để phía bên dưới màn hình nha. Và chúc quý anh chị một ngày thật là tốt lành. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những clip tiếp theo. Bye bye.